Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Rayon và hôm nay tiếp tục với sách học sinh Progress Check của Unit 1 bài 4 ngữ pháp. Chọn đáp án đúng. Kay đang mặc một cái đầm rất là dễ thương ngày hôm nay. Bởi vì có thời today cho nên đây là thì hiện tại tiếp diễn, chúng ta chọn e-wearing. Câu số 2, bạn luôn luôn làm cái gì vào mùa hè? Các bạn để ý cái từ usually đó là dấu hiệu của thì hiện tại đơn. Cho nên đây các bạn chọn cái gì? Chọn go nhé. Bởi vì có do phía trước rồi, các bạn chọn go ở đây. Và mùa hè là các bạn phải chọn in. Where do you usually go on holiday in the summer? Bạn luôn luôn đi đâu vào mùa hè? Sang câu số 3, chúng ta thấy ở đây có từ playing này thì ở đây phải chọn to be thôi để nó ra cái thì hiện tại tiếp diễn đấy. What are the children playing in the garden? Trẻ em đang chơi cái gì ngoài vườn? Câu số 4, chúng ta để ý Saturday morning có chữ sở như thế này, tức là hiện tại đơn. Chúng tôi không có đi trung tâm mua sắm vào các buổi sáng thứ bảy. Ở đây chúng ta hiện tại đơn thì các bạn phải xài don't, không thể xài on được, don't nha. Và thứ bảy, sáng thứ bảy là các bạn phải xài on rồi. Câu số 5, tôi chẳng bao giờ trễ học. Đây là cái thì động từ to be và cái từ chẳng từ chỉ tần suất. Never là đứng sau động từ to be. I am never late for school nha. Có to be thì chẳng từ tần suất đứng sau to be, và có động từ thường thì nó sẽ đứng trước động từ thường. Sang bài số 5, chia động từ ở thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn. Và những ngày cuối tuần, Jeremy đi thức dậy, wake up. Thức dậy vào lúc 7 giờ, wake him sir, vô vị chủ một số ít. Anh ấy thức, anh ấy mặc đồ, hiện tại đơn luôn, get him sir. Và ăn sáng, has breakfast, chủ một số ít nha. Và đi học, trước khi đi học. Sau giờ học thì anh ta làm bài tập về nhà, do trở thành đơ này. Và sau đó thì anh ấy đi bộ, xem TV, watch it nha. Hôm nay là thứ bảy, hôm nay thì các bạn sẽ hiện tại tiếp diễn này. Jeremy isn't going to school nha, hiện tại tiếp diễn nha. Phải xài là isn't going nha. Anh ấy và bạn của anh ấy đang chơi ice hockey, khúc quân cầu trên băng đó. Ở đây chủ ngữ số nhiều các bạn xài A playing này. Jeremy thích ice hockey, hiện tại đơn nha. Chủ ngữ số ít lớp thêm sờ. Anh ấy còn tập luyện với đội của mình 2 lần một tuần, train thêm sờ, bởi vì anh ấy là chủ ngữ số ít. Và tuần sau thì họ sẽ tập, họ sẽ chơi cho một giải, một cuộc thi. Ở đây chúng ta chọn là A playing, bởi vì đây là một cái kế hoạch trong tương lai, một cái fixed arrangement trong tương lai.